Quá trình thi công cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 qua địa bàn của tỉnh Thanh Hóa đã làm ảnh hưởng đến nhiều đoạn đê, dòng chảy của sông kênh Bưng Thủy Lợi. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư là ban quản lý dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa hoàn trả khắc phục cho địa phương. Thực trạng này đang gây khó cho tỉnh Thanh Hóa trong công tác quản lý và thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai khi đang trong thời điểm cao điểm của mùa mưa bão. Ông Lê Anh Tiến, hạt trưởng hạt quản lý đê Vĩnh Lộc thuộc Tri cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tuyến đê bao Hón Bông là cao trình chống lũ của toàn bộ xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc và các xã lân cận của huyện Hà Trung. Hiện thì tuyến đê bị sạt lở khá nghiêm trọng, hai điểm giao cắt với cao tốc hiện thấp hơn từ 50 cm cho đến 2 m so với hiện trạng ban đầu. Tình trạng này chỉ cần nước sông Mã dâng lên báo động 2 thì nước sẽ tràn vào và ảnh hưởng đến hoa màu dân sinh của hàng trăm hộ dân và khoảng 100 ha đất nông nghiệp của xã Vĩnh An, trang Việt Nam Plus đưa tin. Cụ thể, đoạn cao tốc từ km 309 800 đến km 310 380 cắt qua tuyến đê bao 5 hón bông xã ở xã Vĩnh An cũng chưa hoàn trả lại mặt đê, máy đê theo hiện trạng ban đầu. Hiện cao độ đê của các vị trí hầm chui tiếp giáp với đường cao tốc đang thấp hơn so với mặt đê cũ, vết sạt dạ đứng thành vào mái đê vẫn đang có diễn biến mở rộng thêm khiến cho người dân và chính quyền địa phương rất lo lắng mỗi khi có dự báo mưa bão không chỉ là huyện vĩnh lộc mà tình trạng này cũng xảy ra tại huyện hà trung ở các hầm chui khu dân sinh phần đáy hầm quá thấp chỉ cần một cơn mưa xuống là hầm bị ngập nhân dân không đi lại được. Mưa to sẽ gây ra ngập úng đối với các diện tích sản xuất nông nghiệp do không có canh mương tiêu thoát nước. Tất cả đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của các hộ dân trên địa bàn 6 xã có đường cao tốc đi qua huyện Hà Trung, khiến cho nhân dân kiến nghị nhiều lần. Đoạn cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 dài 63,37 km có tổng mức đầu tư là 12.918 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Thưa quý vị, giá sầu riêng tỉnh Đắk Lắk trong 2 tuần qua đã quay đầu lao dốc, hạ giá sâu so với thời điểm cách đây hơn 1 tháng. Trước đó thì giá sầu riêng loại 1 quả đẹp đủ cỡ có giá trị khoảng 90.000 đồng đến 100.000 đồng một ký thì nay đã hạ xuống còn từ 65 đồng đến khoảng 70.000 đồng một ký. Khi ngành hàng này đang hot thì nhiều thương lái đã lao theo cơn sốt sầu riêng gom hết vốn liếng thậm chí là vay mượn để tất tay. Vì vậy khi mà giá sầu riêng quay đầu cũng là lúc mà thương lái ngấm đòn thua lỗ. Không ít các thương lái chỉ cắt một ít hoặc là vào dạo đầu thu đợt một rồi bỏ của chạy lấy người. Đắk Lắc tất tay với sầu riêng rồi bỏ của chạy lấy người là bài viết trên báo điện tử Tiền Phong. Các thương lái ở Đắk Lắc chia sẻ dù giá sầu riêng giảm nhưng nhiều nông dân vẫn cho rằng giá đang cao nên neo không chấp nhận mức thương lái đưa ra. Để cắt lỗ có thương lái đã đến từng nhà xin giảm giá xuống. Có nhà đồng ý chia sẻ rủi ro nhưng cũng không ít trường hợp giữ nguyên giá trong hợp đồng. Thực tế khi giá giảm thương lái bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trước vụ thu hoạch họ đã thỏa thuận mua sầu riêng của nông dân trên 80.000 đồng một ký và đặt cọc từ vài chục triệu đến hơn trăm triệu đồng. Vậy nên khi giá sầu riêng quay đầu thương lái lỗ nặng. Nói về lý do giá sầu riêng năm nay bị đẩy lên mức cao nhất từ trước đến nay, trên 80.000 đồng một ký, thậm chí có thời điểm 100.000 đồng một ký. Thương lái Nguyễn Văn Văn, tại xã Iacomut, huyện IAK, tỉnh Đắk Lắc cho hay, năm nay, đội ngũ lái buôn sầu riêng chuyên nghiệp có lực lượng từ môi giới hay gọi là cò bất động sản tham gia. Tuy nhiên, sầu riêng là ngành hàng đặc thù, có thời điểm thu hoạch và phụ thuộc nhiều vào thị trường tiêu thụ, không giống như bất động sản. Khi cò bất động sản lớn sơn sang lĩnh vực mua bán sầu riêng đã vô tình tạo cho ngành hàng này trở nên sốt dẻo. Nhiều trường hợp đặt cọc mua sầu riêng với giá cao ngất ngưỡng đến mức ảo mà các cơ quan chức năng và các chuyên gia cũng đã cảnh báo. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh hiếm gặp gây ra khi mà nhiễm phải virus đậu mùa khỉ. Tổ chức y tế thế giới WHO cũng đã đưa ra những cảnh báo về nguy cơ bùng phát mạnh căn bệnh này trên toàn thế giới. Vâng, theo thông tin từ các cơ quan y tế vào ngày 25 tháng 9, nước ta ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ trú tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, tờ báo điện tử Thông tin, tờ báo điện tử Thanh niên đưa tin chi tiết. Theo CDC Đồng Nai, ca đậu mùa khỉ đầu tiên có địa chỉ thường trú tại tỉnh Đồng Nai chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Bệnh nhân khởi bệnh từ ngày 17 tháng 9 lúc đó đang ở thành phố Hồ Chí Minh và có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục. Bệnh nhân đi khám điều trị tại phòng khám tư nhưng bệnh không giảm. Ngày 22 tháng 9, bệnh nhân đến bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh khám. Tại đây các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ nên đã lấy mẫu gửi viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 9 bệnh nhân có kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Ngoài ra, theo CDC Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 bệnh nhân có tiếp xúc với bạn gái ở Bình Dương, hiện người này cũng đang có triệu chứng phát ban dạng mụn mủ xung quanh cơ quan sinh dục. CDC Đồng Nai đã chuyển thông tin trường hợp này cho CDC Bình Dương xác minh, điều tra xử lý. Hiện Sở Y tế Bình Dương đã tiến hành khoanh vùng khử khuẩn khu vực nhà trọ ở xã Tân Bình nơi bệnh nhân nữ sinh sống. Vâng, liên quan đến ca bệnh động mùa khỉ ở tỉnh Đồng Nai nói trên, theo điều tra dịch tễ bệnh nhân trọ tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Chí Minh HCDC đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong 8 người này có một người là bạn của bệnh nhân hiện cư trú tại tỉnh Bình Dương. Và như đã thông tin trên thì người này hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với động mùa khỉ. Vậy là việc phòng ngừa lây nhiễm sẽ như thế nào? Báo Điện tử Thanh niên tiếp tục thông tin về vấn đề này. Theo đó, sau khi phát hiện bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý. Những người tiếp xúc gần cư trú tại thành phố đã được hướng dẫn sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày, hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà trọ và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân. Những người tiếp xúc gần này hiện ổn định, không có triệu chứng bất thường. Trong 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân chỉ ở Việt Nam. Hiện tại, các nhân viên y tế của HCDC vẫn đang tiếp tục điều tra, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và những người tiếp xúc. Sẽ được chuyển sang những nội dung đáng quan tâm. Thưa quý vị, chúng ta đều biết xăng dầu là sản phẩm thiết yếu đầu vào của hầu hết các lĩnh vực, tác động trực tiếp và nhanh nhất đến giá cả hàng hóa trên thị trường. Hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ linh hoạt duy nhất để nhà nước có thể điều hành mức tăng giảm giá xăng dầu trong từng kỳ điều hành giá. Quỹ bình ổn xăng dầu là tiền mà người dân đóng góp khi mà mua mỗi lít xăng dầu, thế nhưng mà không ít các doanh nghiệp lại lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt quỹ, bất chấp kiểm toán của nhà nước đã nhiều lần cảnh báo. Bàn về vấn đề này, báo điện tử Việt Nam Net hôm nay có bài Trăm tỷ quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm dụng, phất lờ cảnh báo nguy cơ mất trắng dẫn chứng về hàng loạt doanh nghiệp chiến dụng quỹ bình ổn cái đầu tiên cái tên đầu tiên được nhắc đến là xuyên việt oi khi doanh nghiệp này nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng cũng là lúc việc công ty này ôm hàng trăm tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu được phát hiện thế nhưng giờ đây khi các lãnh đạo của xuyên việt oi bị bắt thì khả năng thu hồi lại số tiền do người dân đóng góp khi mua xăng dầu của xuyên việt oi cũng ngày càng mong manh nhưng xuyên việt oi không phải là trường hợp cá biệt ôm quỹ này trước đó công ty cổ phần xăng dầu thái sơn bqb công ty cổ phần dương đông hòa phú cũng đã ôm từ vài đến hàng chục tỷ đồng với số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu mà không nộp về ngân sách nhà nước công ty bách khoa việt cũng đã chiếm đoạt một phần quỹ bình ổn xăng dầu để chi tiêu trái phép và trả nợ các khoản vay Chuyện các doanh nghiệp xăng dầu chiếm dụng quỹ bình ổn giá có thể đã không xảy ra nếu cơ quan quản lý nghiên cứu và thực thi nghiêm kết luận của kiểm toán nhà nước. Bởi trước đó, kiểm toán nhà nước vào các năm 2011-2017 đã có những cảnh báo về vi phạm có liên quan đến quỹ bình ổn giá. Thưa quý vị, tháng 9 mùa thu tiết trời mát mẻ, gió nhẹ nhẹ rất thích hợp cho những chuyến du lịch trải nghiệm và khám phá đúng không ạ? À? Và nhắc đến du lịch mùa này thì không biết là chị Quỳnh Hoa sẽ suy nghĩ đến những cái địa điểm nào chúng ta sẽ đi ạ? À? Vâng, và tôi nghĩ rằng là mỗi người chúng ta sẽ đều có những cái địa điểm khác nhau để có thể chọn lựa. Còn riêng đối với tôi thì tôi suy nghĩ đến Hoàng Su Phi của Hà Giang. Vâng, từ giữa tháng 9 hàng năm thì lúa trên những thửa ruộng bậc thang ở đây sẽ bắt đầu vào chắc và nhất là giữa tháng 9 sẽ là thời điểm mà mùa thu hoạch lúa và lúc này thì những thửa ruộng bậc thang nhiều tầng từ ven suối lên đến tận đỉnh núi và đan xen vào những khoảng rừng khe suối nương chè và tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy và bất tận. Hãy cùng điểm đến online ngày hôm nay của chúng tôi ngắm nhìn Hoàng Su Phì và mùa lúa chín từ trên cao qua góc quay flycam để quý vị có thể cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của nơi này. Hoàng Su Phì là huyện vùng cao nằm ở phía tây của tỉnh Hà Giang. Hàng năm, cứ sau khi lúa ở mùa cam trải thu hoạch, là thời điểm vàng của ruộng bậc thang Hoàng Su Phi. Tuy địa bàn mà lúa sẽ chín giải sát trong vòng một tháng, nhưng đẹp nhất thường rơi vào khoảng tuần thứ hai của tháng 10. Đây là thời điểm thu hút đông khách du lịch đến với Hoàng Su Phi. Cũng bởi vì lúa Hoàng Su Phi chín muộn hơn, nên những người đam mê du lịch bụi thường ví von rằng Hoàng Su Phi là nơi kết thúc trọn vẹn vòng cung ngắm lúa của toàn vùng cao miền Bắc.